Chào mọi người nhé. Giờ bác thì em thấy nhiều bác cứ thắc mắc là hỏi xem là lụt cúm núm này có đánh được chích cổ hay không nhé. Thì đây, hôm nay em sẽ quay trực tiếp mẫu lụt cúm núm bên em nhé. Đây các bác nhìn chưa, trong lụt đấy là con chích cổ nhé. Đấy, đây con chích cổ to như thế này, ở đây các bác nhìn nhé, đứng vào rất cao, rộng rãi, thoải mái luôn nhé. Các bác nhìn chưa, đấy. Mẫu lụp này nó là hàng inox các bác nhé, hàng inox nhưng mà em đã sơn ngụy trang cẩn thận rồi, sơn màu đen này nhé. Cửa kéo lên kéo xuống này. Nên cũng nhiều bác bảo là khi mà về chặn một cái tấm lưới bên trên này, kiểu con mồi nó thúc lên đầu lên đây nó hỏng ấy, thì bên trên này em đã bọc cỏ sắt như này, bọc cỏ kín như này rồi nhá, thì con mồi chúng ta nó chỉ có đứng ngang nhìn ngang này, và khi nó có thúc lên trên này thì bên trên này đã có lớp cỏ bảo vệ nhá, không sợ sắt đầu, không sợ hỏng đầu đâu nhá. Các bác nhìn chưa, em test thử độ nhạy nhá, đây hai cái hai cầu thử hai bên luôn cho các bác xem nhá. Đấy, rất chi là nhẹ nhá. Và khi cái cánh sập nó sập xong á thì nó đã có cái thanh, cái khóa này, nó có khóa bảo vệ nhá, nên mọi người yên tâm nhá, không bao giờ bị sạch bối mất bối nhá. Lò xo vẫn rất đẹp nhá, các bác nhìn chưa, bộ khung này tất cả là khung đều là khung inox 4 ly nhá, inox 304 4 ly nhá. Đây em để nguyên nhưng cái thanh tay sách này em làm 5 ly mọi người nhá, và cái cánh đập này cũng là cánh 5 ly nhá, cánh này 5 ly, khung này là 4 ly, bên này là 5 ly nhá, tất cả cái cấu lò xo đập trên trục nhá, mọi người nhìn nhá. Đây, nên mọi người cứ thắc mắc có phải hàng inox hay không thì tất cả sản phẩm em làm ra em sơn em sẽ để lại đây, để lại một đoạn này cho mọi người kiểm tra nhé, để cho anh em test thử luôn, không phải cạo cái gì cả trên cái sản phẩm của em. Đấy, các bác nhìn chưa, cái bút nhẹ như thế này, con chim như thế này nó dẫm vào còn sập, thì cái bút như thế này thì em thôi gì, các bác đi nhá, cầu thử vào bên nhá. Kết cấu hai bên nó so như nhau nhé. À, trên đây thì em sẽ báo kích thước luôn ở trên đây cho các bác xem nhé, em đo kích thước luôn cho mọi người xem nhé. Đây em nhặt một đoạn thước này, các bác nhìn chưa, em đo cho. Mình sẽ đo cánh sập trước. Chiều cao của cánh sập đây, từ chỗ này trong này ra. Sẽ là 1, 2, 3. Cm nhé, 54. Đó đi này, như thế này thôi. Em đi qua em đo cho bác. Năm mươi năm nhé. Chiều cao cánh sập sẽ là 55. Và ngang của nó sẽ là 46 này. Chiều cao của lồng nhốt này nó sẽ là cao 48 và ngang 40.
ngang 40 nhé, cao 48 nhé. Nên mọi người yên tâm về con gà mình đứng trong này thoải mái luôn nhé. Bề dày của nó tổng diện tích cả cái lụp khi mở hai cánh ra nó sẽ là 1m55. Nhưng khi chúng ta gấp gọn lên ấy, thì nó sẽ chỉ còn 45 thôi nhá. Là 46. Khi gấp gọn lên, chúng ta gấp gọn lên mang đi đánh. Đây chúng ta đo từ cánh này sang cánh này, nó như là 46 thôi nhá. Chỉ 46 cm. Và như cái mẫu những cái mẫu như này ấy, thì khi bọn em bán ra ấy, thì sẽ có áo lụp cho các đầy đủ nhá, áo dây đeo nhá. Mọi người về chỉ việc mang đeo đi và đánh thôi nhá. Đây, đây con chích của con đá và vừa sập hai nhát nó kinh là nó đang chạy. Đấy, tất cả là hàng inox nhá. Mọi người ai quan tâm đến mẫu sản phẩm như này thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi.